Cảnh báo, mắt mờ mắt kém, cứ uống 5 nước này bằng 30 triệu thuốc bổ mắt, mắt sáng rực lại mỗi ngày. Rất vui được gặp lại cô bác trong video ngày hôm nay. Cô bác thân mến, có một câu nói vốn dĩ vô cùng quen thuộc và gần như mặc định với người cao tuổi là mắt mờ chân run. Nó dường như là quy luật tạo hóa mà không mấy ai có thể tránh được. Có thể vì thế mà ngay từ trẻ, nhiều người đã sẵn sàng bỏ ra tiền tỷ để chăm sóc sức khỏe đôi mắt. Tuy nhiên, kết quả không như mong đợi, nhất là khi bước qua tuổi 50, hàng loạt các vấn đề xuất hiện khiến cô bác càng thêm lo lắng, hoang mang. Chạy chữa khắp nơi, dùng đủ loại thuốc Tây Tàu, nhưng nhiều cô bác lại không hề biết xung quanh mình có những bài thuốc chỉ đơn giản là một cốc nước lá thôi, nhưng nó hơn cả chục triệu tiền thuốc bổ, giúp cô bác mắt sáng như sao dù đã 70-80 tuổi. Cô bác có tin và muốn biết đó là những loại nước gì không? Hãy cùng Sống Khỏe Mỗi Ngày theo dõi video ngày hôm nay nhé! Cô bác thân mến, trước khi đi khám phá những thuốc bổ tự nhiên cho mắt thì xin phép cô bác được kể câu chuyện cá nhân của tôi. Cách Tết Nguyên đán vừa rồi 2 ngày, tôi bị chảy nước mắt sống. Nhưng vì Tết và cũng vì chủ quan nên tôi không đi khám sớm được. Phải qua rằm, tình hình tệ hơn tôi mới đi viện khám. Khám lần 1 thì bác sĩ nói không vấn đề gì, chỉ bị viêm thôi. Mua thuốc và điều trị 10 ngày không đỡ, tôi lại phải sang viện. Lần này, một bác sĩ khác khám và kết luận một bệnh khác. Tôi cứ lòng vòng như vậy thêm 2 lần nữa ở bệnh viện khác của bác ạ. Chỉ là chảy nước mắt thôi. Lúc đầu suy nghĩ do cuối năm làm việc máy tính căng thẳng, mắt khô. Thậm chí mọi người còn bảo do Tết đi lại về quê nhiều nên bị bụi vào mắt. Nhưng cuối cùng phải gần 4 tháng trời và không biết bao nhiêu loại thuốc tôi mới khỏi được mắt. Trong 4 tháng đó, quả thực đã thấm câu nói giàu 2 đôi mắt, khó 2 bàn tay là như thế nào đó của bác ạ. Chính trong quá trình chữa mắt đó, tôi được một bác sĩ có nhiều kinh nghiệm đang công tác tại Bệnh viện Mắt Tuyến Trung ương giới thiệu một bài thuốc tuyệt vời mà tôi sẽ chia sẻ ở phần dưới cho cô bác nhé. Kể câu chuyện này để cô bác thấy rằng đôi khi có những dấu hiệu đơn giản nhưng không thể chủ quan đâu cô bác. Hơn nữa, phòng bệnh luôn luôn tốt hơn chữa bệnh, nên đầu tiên cô bác hãy cùng xem bản thân hay người nhà trong gia đình có các dấu hiệu dưới đây không nhé. Nếu có thì chắc chắn cần có biện pháp kịp thời để điều trị đó của bác. Thứ nhất là hiện tượng chảy nước mắt mà tôi đã bị thời gian qua. Đa số các trường hợp nước mắt chảy không chú ý là dấu hiệu của tình trạng khô mắt hoặc rối loạn màng phim nước mắt của bác nhé. Khi mắt mệt mỏi, làm việc quá tải với các thiết bị điện tử hoặc thường xuyên ở trong môi trường điều hòa thiếu ẩm khiến quá trình sản xuất nước mắt bị gián đoạn, hoạt động kém hiệu quả hoặc nước mắt bốc hơi quá nhanh. Khi đó, mắt phản ứng bằng cách tiết nhiều nước mắt để bù đắp độ ẩm. Nặng hơn thì có thể của bác rơi vào trường hợp sơ chít tuyết lệ, khiến cho tuyến lệ bị bít tắc, dẫn đến nước mắt phải chảy ngược ra ngoài mà chúng ta gọi nôm na là chảy nước mắt sống đó ạ. Cách điều trị hiệu quả nhất hiện nay là bác sĩ buộc phải thực hiện một cuộc phẫu thuật nhỏ, sau đó đặt ống nhân tạo vào vùng tuyến lệ để thông sự bít tắc trong khoảng 3 đến 4 tháng, sau đó mới tháo ra. Tuy nhiên, hiệu quả 100% hay không phụ thuộc nhiều vào cơ địa của bệnh nhân. Nên một trong các phương pháp khác được bác sĩ khuyến cáo là kiên trì nhỏ nước mắt nhân tạo, bổ sung nước và uống thêm một số loại thức uống khác để mắt từ từ khỏe và phục hồi dần của bác ạ. Thứ hai là tình trạng mắt đỏ. Bản thân em tôi là người thường xuyên gặp tình trạng đỏ mắt sau khi đi xa ở đâu đó về. Thậm chí chỉ cần tắm thôi mà có tác động mạnh một chút vào mắt là có hiện tượng đỏ mắt của bác ạ. Theo đó, nếu đỏ mắt kéo dài liên tục hoặc đi kèm nhức mắt và giảm thị lực, có thể là triệu chứng của tăng nhãn áp. Người bệnh cần thăm khám để có hướng điều trị cụ thể, chứ đừng chủ quan suy nghĩ là đơn giản do khói bụi hay bụi mắt nhạy cảm quá đâu của bác nhé. Thứ ba là lòng trắng chuyển màu vàng. Cô bác nào đã hay gặp chứng kiến hiện tượng này chưa ạ? Thường thì dấu hiệu này rất phổ biến ở những trẻ sơ sinh khi chức năng gan còn yếu và cả ở những người lớn mắc bệnh về gan của bác nhé. Vậy nên nếu có biểu hiện này thì ngoài đi khám mắt, cô bác cần ngay lập tức khám cả gan và bộ phận tiêu hóa khác của bản thân đó ạ. Bởi chất màu vàng này có tên là bilirubin, được sinh ra từ mật và thường được xử lý tại gan. Khi gan hoạt động không tốt, chất này tích tụ trong máu và có thể rò rỉ ở các mô mắt. Ở những người mắc bệnh về gan, những nơi khác trên cơ thể cũng có thể chuyển màu vàng, nhưng rõ ràng nhận thấy nhất là ở mắt của bác nhé. Thứ tư, hiện tượng ruồi bay hay đốm đen di chuyển lướt qua mắt. Đây là biểu hiện của tình trạng phần đục dịch kính của bác ạ. Bình thường, dịch kính là một khối dạng keo trong suốt, là môi trường truyền sáng tốt nhất cho mắt của bác ạ. Tuy nhiên, dịch kính có thể bị phần đục do sự thoái hóa của tuổi tác hoặc do các bệnh lý khác ở phần sau nhãn cầu, tạo nên những chấm đen di chuyển hoặc những sợi mạng lưới trước mắt. Vần đục có thể xuất hiện nhiều hơn khi người bệnh suy nghĩ căng thẳng, mệt mỏi, thiếu ngủ, chế độ làm việc và nghỉ ngơi không hợp lý. Nếu vần đục dịch kính gây ra bởi các bệnh lý khác ở mắt, người bệnh cần đến khám để bác sĩ kiểm tra cũng như chuẩn đoán và có hướng điều trị phù hợp đó của bác. Cùng với hiện tượng ruồi bay thì còn một dấu hiệu khác là thấy vệt đen hoặc tia chớp trong tầm nhìn của mình. Nếu đột nhiên của bác nhìn thấy những vệt đen hay tia sáng thì đó có thể là dấu hiệu của bong rách võng mạc, một trong những bệnh lý mắt yêu cầu cấp cứu càng sớm càng tốt của bác nhé. Nếu để lâu có thể dẫn đến mất thị lực hoàn toàn đó ạ. Cô bác thân mến, hiện tượng đau nhức, mỏi mắt, nhìn mờ đều là biểu hiện ở mắt tưởng chừng như vô hại khiến chúng ta dễ dàng bỏ qua, thực ra lại là dấu hiệu các bệnh lý nghiêm trọng của bác nhé. Dù là cô bác đang gặp một trong những biểu hiện trên hay chưa gặp thì nhất định nên uống 4 loại nước thần dược mà chúng tôi giới thiệu dưới đây. Chắc chắn giúp đôi mắt cô bác sáng như sao luôn của bác nhé. Chưa kể, nếu cô bác có bệnh thì sẽ thuyên giảm bớt dần và khỏi trọn đời của bác nhé. Đầu tiên, thần dược nước lọc giúp đôi mắt sáng ngời theo năm tháng. Nhiều cô bác có khi nghe xong thông tin này sẽ tắt luôn video và lẩm bẩm rằng cách này thật vớ vẩn, rào trước đón sau rồi đưa thông tin chẳng đâu vào đâu cả. Nhưng khoan, không phải như vậy đâu cô bác. Thực tế, nước lọc chính là thần dược cho đôi mắt đó cô bác. Khi cơ thể mất nước, nó không chỉ cản trở chức năng thận mà còn có thể tác động đến mắt của bạn. Đôi mắt không thể tiết ra nước mắt để có thể được bôi trơn. Điều này dẫn đến một số vấn đề như là khô mắt, mỏi mắt hoặc các vấn đề về thị lực đó cô bác. Cô bác nên hiểu nguyên lý như thế này. Khi cơ thể chúng ta bắt đầu mất nước, cơ thể dẫn đến khát, khô miệng, đau đầu, chuột rút cơ bắp, khô mắt do giảm sản xuất nước mắt. Và cô bác biết không, một trong những cơ quan phụ thuộc nhiều vào lượng nước để hoạt động bình thường là mắt của chúng ta. Nước đủ sẽ giúp mắt được bôi trơn để nhìn rõ. Nước mắt giữ cho mắt chúng ta được bôi trơn, rửa trôi bụi bẩn xâm nhập vào mắt và cũng làm giảm khả năng nhiễm trùng mắt. Nhìn mờ, mắt bị kích thích là một số triệu chứng của khô mắt. Trong trường hợp như vậy, mặc dù thuốc nhỏ mắt có thể giúp bôi trơn mắt và làm giảm các triệu chứng, tuy nhiên cách tốt nhất để điều trị khô mắt và giữ cho đôi mắt khỏe mạnh là bù nước. Uống nhiều nước và ăn các thực phẩm giàu nước để bù nước và giảm các triệu chứng khô mắt là cách tự nhiên và hiệu quả nhất đó cô bác ạ. Vậy nên điều đầu tiên để giữ đôi mắt khỏe mạnh và cũng là cho sức khỏe tổng thể của cơ thể chúng ta là hãy uống đủ nước cô bác nhé. Tuy nhiên, lượng nước cô bác cần cũng phụ thuộc vào thói quen ăn uống, điều kiện khí hậu. Chính người bạn của tôi đã thoát khỏi tình trạng khô mắt, nhức mỏi mắt cả chục năm nay sau khi thực hiện uống đủ nước lọc trong vòng 6 tháng liên tiếp đó cô bác. Chưa kể, cơ thể cũng khỏe mạnh hơn đó cô bác ạ. Điều đó cho thấy nước lọc là vô cùng quan trọng. Tất nhiên, dù là nước lọc thì cô bác cũng cần phải tìm nguồn nước sạch nhé. Loại nước thứ hai là thuốc bổ với đôi mắt là trà xanh. Cô bác đều biết rất nhiều tới công dụng của trà xanh rồi đúng không nào? Nó là một loại nước có khả năng chống oxy hóa tuyệt vời. Chưa kể rằng, loại nước này còn giúp chữa và phòng chống một loạt các bệnh cho cơ thể, trong đó có cả đôi mắt đó của bác. Ngay câu chuyện của chính bà nội tôi là một ví dụ. Thói quen nhâm nhi tách trà nóng mỗi ngày không những giúp bà tôi thư giãn, có cơ thể dẻo dai và phải nói là trẻ khỏe, mình mẫn hơn nhiều khi bước vào tuổi 99 mà còn giúp bà có đôi mắt sáng như sao của bác ạ. Phải nói là sáng như sao, hay chúng ta vẫn thường ví là tinh như cú, bởi đến tuổi này rồi mà nội tôi vẫn có thể khâu vá được của bác nhé. Chưa kể nhận diện người quen biết là không có sự nhầm lẫn nào luôn. Vậy thì trà xanh tốt cho mắt như thế nào thì đều có nghiên cứu cụ thể rồi đó cô bác. Theo đó, nghiên cứu mới đây, uống một cốc trà nóng vào buổi chiều có tác dụng cải thiện thị lực và phòng ngừa các căn bệnh về mắt như bệnh glaucom hay còn gọi là bệnh cườm nước của bác nhé. Nói một chút về bệnh glaucom để cho cô bác hiểu hơn. Đây là một nhóm bệnh mà trong mắt có tích tụ chất dịch, gia tăng áp lực lên mắt và hủy hoại dây thần kinh thị giác. Đây là căn bệnh gây mù hàng đầu ở những người lớn tuổi, theo Hội nghị Hàn Lâm Nhãn khoa Mỹ của bác ạ. Các chuyên gia còn cho biết, một số người có thể có nguy cơ cao mắc bệnh glaucom hơn những người khác khi gia đình có người bị bệnh glaucom. Người có bệnh tăng huyết áp đái tháo đường, bệnh ảnh hưởng đến tuần hoàn máu đó ạ. Và trà xanh giúp điều trị cũng như ngăn ngừa bệnh này hiệu quả. Nghiên cứu ở người trưởng thành tại Mỹ được ghi nhận người uống trà hàng ngày ít có nguy cơ mắc bệnh glaucom ở mắt hơn 74% so với người không uống trà đó cô bác. Các chuyên gia nhận định kết quả trên không phải chỉ phụ thuộc vào trà mà còn phụ thuộc nhiều vào các yếu tố khác có tác động bảo vệ mắt của bác. Chẳng hạn như những người thích uống trà sẽ có thói quen nào đó giúp họ giảm nguy cơ mắc bệnh. Một điều thú vị nữa mà nghiên cứu cho thấy chỉ trà nóng có chứa caffeine mới làm giảm nguy cơ bệnh glaucom, còn trà không chứa caffeine hay trà đá thì không có mối liên hệ gì với bệnh trên của bác nhé. Loại nước uống thứ 3 giúp mắt sáng hơn là trà hoa cúc. Theo ghi chép của y thư cổ, hoa cúc có vị ngọt và đắng, hơi lạnh và có tác dụng phân tán gió và thanh nhiệt, làm sạch gan và cải thiện thị lực, giải độc và chống viêm. Cũng bởi vậy mà hoa cúc có tác dụng tốt trong điều trị mỏi mắt và mờ mắt, và nó cũng có tác dụng tốt đối với mắt khô do sử dụng mắt quá mức. Nó cũng thích hợp cho người trung niên và người cao tuổi để ngăn ngừa viêm kết mạc do dịch đó cô bác. Ngoài ra, hoa cúc còn được sử dụng như một loại trà xoa dịu đôi mắt mệt mỏi và các chứng bệnh về mắt. Nó cũng có tác dụng tốt đối với đôi mắt của người lớn tuổi. Ngay cả với nhân viên văn phòng hoặc sinh viên, uống nhiều trà hoa cúc cũng là một lựa chọn rất tốt mà cô bác có thể tham khảo. Chưa kể, trà hoa cúc còn giúp cô bác đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng hơn, đề kháng cơ thể tốt hơn, rất nhiều lợi lạc. Vậy nên, cô bác nên đưa trà hoa cúc vào danh sách những loại nước nên ưu tiên sử dụng khi đã tuổi cao của bác nhé. Về phương pháp pha chế thì cô bác thực hiện như sau. Lấy 10g kỳ tử đỏ và 10g hoa cúc hãm với nước sôi trong 10 phút, sau đó rót trà vào một chiếc cốc trong suốt để uống. Mỗi lần pha, cô bác có thể để lại 1/3 tách trà, sau đó thêm nước mới và uống sau một lúc. Hoa cúc thích hợp để uống sau bữa ăn từ 30 đến 60 phút, nên cô bác tiếp tục uống trong khoảng 2 đến 3 tháng để có chuyển biến tích cực các bệnh về mắt. Khi mắt cô bác mệt mỏi, hãy sử dụng hơi nóng của trà hoa cúc kỳ tử để xông mắt trong khoảng 1 phút, sau đó uống nó để có tác dụng giảm mệt mỏi. Nếu cô bác có bọng mắt vào buổi sáng, hãy sử dụng bã trà hoa cúc và thoa xung quanh mắt để nhanh chóng loại bỏ bọng mắt. Bản thân tôi đã được các bác sĩ của bệnh viện mắt tuyến trên chia sẻ bài thuốc này sau một thời gian dài điều trị tình trạng chảy nước mắt sống mà không khỏi đó cô bác ạ. Lý do tôi bị chảy nước mắt, theo các bác sĩ, do mắt quá khô và phải làm việc liên tục trong thời gian dài với máy tính. Chính vì vậy để điều trị tận gốc thì bác sĩ khuyên tôi uống thật nhiều nước lọc kèm theo trà hoa cúc. Ngoài ra bác sĩ kê thêm nước mắt nhân tạo, loại thuốc nhỏ mắt làm dịu cho mắt chứ không phẫu thuật. Tôi đã kiên trì thực hiện đúng gần 4 tháng, thậm chí khá nản lòng vì mãi tình trạng không dứt. Nhưng đúng lúc định từ bỏ và chấp nhận phương án phẫu thuật với tỷ lệ không thành công là 20%, thì bỗng nhiên một ngày đẹp trời, mắt tôi không còn hiện tượng chảy nước mắt sống nữa. Mắt sáng, rõ ràng và như chưa có chuyện gì xảy ra của bác ạ. Tất nhiên, để có được kết quả đó, không thể do hoàn toàn từ việc uống nước lọc hay trà hoa cúc mà nó là giải pháp tổng thể. Trong đó, nhất định có vai trò của nước lọc và trà hoa cúc. Với việc bản thân mình tự thân chứng giải pháp này, ngay sau khi khỏi bệnh, tôi vẫn duy trì ngày uống 2 lít nước lọc, chưa kể 2 cốc nước trà hoa cúc vào sáng và tối nữa. Mắt tôi khỏe hơn, duy trì được cường độ làm việc tỉnh táo mà không quá mệt mỏi. Vậy nên cô bác nào có tình trạng khô, nhức, mỏi, thậm chí một số vấn đề bệnh cấp tính hay mãn tính về mắt thì hãy xem xét lại và kiên trì dùng loại nước thần thánh này cho đôi mắt nhé. Cô bác hãy cứ thử đi, dù nó kết quả chậm và chưa rõ rệt ở thời gian đầu, nhưng chắc chắn khi đã có kết quả thì rất lâu dài đó cô bác ạ. Hơn nữa, trà hoa cúc, nước lọc hay trà xanh lại còn tốt cho sức khỏe tổng thể nữa, nên thiết nghĩ chẳng có lý do gì để cô bác từ chối cả, đúng không nào? Loại nước thứ 4, thực phẩm vàng cho đôi mắt chính là nước ép cà chua và cà rốt. Cô bác đều biết, cà chua và cà rốt rất giàu lycopene và các chất phytonutrient, dưỡng chất thực vật, tương tự như beta-carotene, lutein, zeaxanthin và vitamin C. Tất cả các chất dinh dưỡng này đều có khả năng bảo vệ cho mắt khỏi nguy cơ bị các bệnh lý về mắt có liên quan đến vấn đề tuổi tác, đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng đó cô bác. Đó là lý do vì sao rất nhiều chuyên gia, nếu như không muốn nói là tất cả các chuyên gia, các bác sĩ về mắt đều khuyên chúng ta muốn có đôi mắt khỏe mạnh thì hãy ưu tiên sử dụng thực phẩm như cà chua, cà rốt. Cô bác cần chuẩn bị nguyên liệu là 3 đến 4 quả cà chua kèm theo 1 quả cà rốt, rửa sạch và để ráo nước. Sau đó sử dụng máy ép hoa quả hoặc máy xay sinh tố để tạo ra nước ép cà chua cà rốt và uống thôi ạ. Ngoài giúp đôi mắt sáng khỏe thì hàm lượng lycopene dồi dào trong cà chua và cà rốt rất lý tưởng để tạo ra loại nước ép giảm cân, mỡ bụng cấp tốc, đẹp da, ngon bổ, giàu chất dinh dưỡng của bác nhé. Chưa kể loại nước ép này còn giúp giải độc, thanh lọc cơ thể. Theo đó, cà rốt, cà chua rất giàu chất chống oxy hóa, có khả năng giải độc tố và làm sạch cơ thể hiệu quả, cũng như bổ sung chất chống oxy hóa cho cơ thể. Vậy nên có thể nói, loại nước ép này giúp cô bác đẹp từ trong ra ngoài, giúp đôi mắt cô bác luôn có thần khí rõ ràng dù là tuổi đã cao. Thưa cô bác, ngày nay, xã hội ngày càng hiện đại thì đôi mắt lại càng gặp nhiều vấn đề. Việc tiếp xúc liên tục với máy tính, TV, các thiết bị điện tử càng khiến mắt chúng ta nhanh chóng lão hóa hơn. Đó là lý do vì sao mà ngày nay các cháu bé mới đi học tiểu học đã phải đeo những cái kính dày mấy độ. Còn người cao tuổi thì gặp không biết bao nhiêu vấn đề mà cứ chưa xong bệnh này lại xuất hiện bệnh khác khiến chất lượng cuộc sống suy giảm. Vậy nên hy vọng những bài thuốc trên sẽ được cô bác lan tỏa rộng rãi, không chỉ cho bạn bè đồng trang lứa mà ngay cả với con cháu của mình để giúp cả xã hội đều có đôi mắt sáng như sao của bác nhé. Chúc cô bác an tâm vui vẻ, sống khỏe mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!